quay trở lại với ST Kids TV. Mình là chú hề ST. Từ trước Tết tới tận bây giờ, vì một số lý do cá nhân nên chú hề ST không thể ra được clip để gửi tới tất cả các bạn. Nhưng số lượng mọi người vẫn tiếp tục theo dõi, đăng ký kênh ST Kids TV. Đó là một động lực rất là lớn để chú hề ST tiếp tục ra clip để gửi tới tất cả các bạn. Và ngày hôm nay, chú hề ST sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo hình chim cánh cụt với 3 quả bóng các bạn nhé. Chúng ta cần có một quả màu trắng, một quả màu đen và một quả màu cam. Chúng ta bắt đầu. Đầu tiên, chúng ta sẽ thổi quả bóng màu trắng lên khoảng nửa quả bóng. Ok. Tiếp theo, chúng ta thổi quả màu đen cũng nửa quả bóng. Chúng ta tạo hai đoạn, mỗi đoạn khoảng 4 ngón tay. Hai đoạn này bằng nhau các bạn nhé. Chúng ta quấn lại và luồn qua để cho khỏi bị bung. Ok. Tiếp theo chúng ta dùng quả màu đen. Với quả màu đen, chúng ta tạo một quả nho khoảng tầm 2 ngón tay. Và chúng ta cuốn chung vào đây. Tiếp theo, chúng ta tạo một vòng tròn khoảng 3 ngón tay. Khoảng 3 ngón tay các bạn nhé. Cuốn chung vào đây. Bên này tương tự chúng ta tạo một vòng tròn 3 ngón tay. Ở đây chúng ta bóp mềm, quả màu đen này chúng ta bóp mềm. Chúng ta tạo làm sao từ nhỏ đến to. Đây các bạn, nhỏ, to. Vòng về cái cổ. Đến đây chúng ta quả màu trắng và quả màu đen chúng ta sẽ tạo một đoạn khoảng tầm 6 ngón tay. Quả màu đen chúng ta vòng lên cổ và vòng xuống. Vòng lên, vòng xuống nha. 6 ngón tay. Đến đây, chúng ta thổi quả màu cam lên. Quả màu cam, chúng ta cũng thổi khoảng nửa quả. Đến đây, chúng ta tạo hai đoạn, mỗi đoạn khoảng 4 ngón tay. Các bạn. Và cột lại các bạn nhé. Đến đây, chúng ta gắn chung vào đây. Bạn lưu ý gắn sát vào trong này các bạn nhé. Và
chúng ta tạo thêm hai đoạn, mỗi đoạn 4 ngón tay bằng bên này làm cái chân các bạn nhé. Xì hơi bớt, còn dư vừa đủ thì chúng ta sáng tạo thêm chút nha, làm cái đuôi thôi. Bây giờ công đoạn cuối cùng, chúng ta vẽ mắt. Chú chim cánh cụt rất là đơn giản phải không bạn? Đây các bạn xem ạ. Đằng trước. Xin chào các bạn, tên là chú chim cánh cụt. Chú hề ST làm được, các bạn chắc chắn sẽ làm được. Chúc các bạn thành công. Và đừng quên nhấn like, đăng ký kênh ủng hộ chú Hề ST nữa nhé. Xin chào thân ái và hẹn gặp lại.